Xin chào tất cả các bạn. Trên cái video này, Linh hướng dẫn các bạn cách tách ảnh nền trên điện thoại vô cùng là đơn giản. Đây là những cái ảnh mà chúng ta chưa được tách nền. Bây giờ thì chúng ta muốn đi vào cái phần tách nền thì chúng ta có 3 bước như sau. 3 bước tách nền ảnh. Bước 1, chúng ta vào trang Remo BG. Bước thứ 2, đưa ảnh gốc lên. Và bước thứ 3 là chúng ta lưu ảnh đã tách về điện thoại. Và chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo. Đi vào cái phần tiếp theo đó là chúng ta vào trình duyệt. Chúng ta vào trình duyệt nào ở trên điện thoại cũng đều được nhé. Chúng ta sẽ vào Remo BG. Đây, Linh sẽ chạm vào đây. Cái chỗ này chúng ta bỏ đi. Chúng ta sẽ đưa ảnh lên. Bước thứ 2, chúng ta sẽ chọn một bức ảnh mà chúng ta cần tách nền. Và những cái bức ảnh tách nền đó chúng ta sử dụng vào những cái bối cảnh khác rất là tuyệt vời. Linh sẽ chọn một cái bức ảnh này. Đây là một cái trang web hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Đây, cái bức ảnh này của Linh đã được tách nền rồi. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Và cái bước thứ 3, cái bước cuối cùng, chúng ta chạm vào ảnh, lưu ảnh về. Đó, vậy là chúng ta đã lưu được cái ảnh này về rồi. Chúng ta muốn xem hình ảnh thì chúng ta sẽ quay ra cái trang quay ra phần ảnh các chị em nhé. Chúng ta quay ra cái phần ảnh. Có lẽ là cái điện thoại của Linh nó lưu ở trên đám mây thì chúng ta muốn vào xem, chúng ta phải về đây. Đây, chúng ta muốn xem cái phần ảnh này, chúng ta về cái phần Facebook. Đó là Linh vừa mới hướng dẫn các bạn cách tách ảnh trên điện thoại với 3 bước rất là đơn giản rồi đúng không ạ? Và chúng ta muốn ghép ảnh 3D với những cái bức ảnh mà chúng ta vừa được tách nền thì Linh hẹn các bạn trong cái video tiếp theo nhé. Bây giờ Linh chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Nếu mọi người nhìn thấy cái hướng dẫn của Linh hữu ích thì mọi người ấn vào đăng ký kênh giúp Linh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.